Progress. Rồi, chào anh em ha. Xem âm thanh xem nghe được không mọi người? Chat qua group, chat group chat nha, để không bị trôi tin. Chat bên cái Zoom lúc mà ghi hình lại cũng không có thấy được. Không có ghi hình lại được cái khung chat của bên Zoom, nó không bên phần mềm Zoom nó kỳ lắm. Lưu hình ảnh lại thì nó không có hiện lên. Không hiện khung chat. Cho nên anh em mình chat bên group chat cộng đồng để nó lưu lại. Ok ha, mọi người nghe được đúng không? Rồi bây giờ sẽ nhận định thị trường sơ qua cho mọi người. Các bạn biết là sáng nay có một cái tin là con mẹ Kamala Harris đã bắt đầu và nói bà sẽ ủng hộ AI cho cái tiền kỹ thuật số crypto à. Thì thật ra các bạn biết bà Kamala Harris đó, cái cách của bà là bà rất là thận trọng, bà rất là thận trọng. Ủa? Đợi chút nha, anh em có câu hỏi viết ra đợi chút nha, cô đi chỉnh lại cái hồ cá con cá coi như cái cô đi chỉnh lại hồ cá coi cái anh em có câu hỏi viết ra trước nha. Ok, rồi anh em mình xem lại em có nghe được chưa ha. Sáng nay cái hồ cá tôi tự nhiên cái cục bơm oxy nó bị nổi lên. Rồi ha. Rồi, chúng ta thấy sáng nay là bà Kamala Harris có tin là bà sẽ ủng hộ cho Ripple, của Ripple. Thì những cái hợp đồng AI của Ripple bay rất là mạnh, đồng thời BTC cũng bay rất là mạnh. Thì bà Kamala Harris là các bạn thấy cái phong cách của bà là bà rất là thận trọng. Bà có sự chuẩn bị khá tốt trước khi làm một cái việc gì đó. Nhưng mà bà có một cái khuyết điểm là bà chưa có cái lịch sử thành tích, bây giờ lịch sử thành tích mà trong quá trình bà công tác bà làm nó có nghĩa là chưa có kinh nghiệm ở vị trí phó tổng thống và cả tổng thống luôn, cho nên bà làm việc bà rất là thận trọng, bà rất là thận trọng. Thì hiện tại chúng ta đã thấy tình hình là cả hai ứng cử viên nặng ký là Donald Trump và bà Kamala Harris đều ủng hộ cho cái câu chuyện Ripple. Và hôm qua có một cái tin mà tôi up cho mọi người về cái việc là Hàn Quốc đang thử nghiệm về cái thanh toán Ripple. Đâu rồi, cái tin hôm qua up ở đâu quên mẹ nó rồi. Cái tin hôm qua mình trên 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 group chat đúng không, Hàn Quốc cũng đang thử nghiệm cho thử nghiệm mà gọi là dùng
100, hình như là 100.000 người đúng không? 100.000 người dùng cái Ripple thông qua một cái đồng CNBC để thanh toán. Cái hình thức của nó như sau, cái hình thức mà Hàn Quốc nó làm là như sau, nó đang thử nghiệm thử. Nếu mà thanh toán nhanh hơn, hỗ trợ được tốt cho nền kinh tế thì họ sẽ mở rộng cái mô hình này. Tức là như thế nào? Họ phát hành ra một cái đồng dạng giống như USDT gì đó, cái đồng riêng của Hàn Quốc. Và người dân á, phát hành đó không qua ngân hàng. Và người dân người ta muốn 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 dùng cái đồng đó để thanh toán, cái đồng đó được neo với cái tỷ giá của đồng của Hàn Quốc, đồng won của Hàn Quốc. Và người dân muốn dùng cái đồng đó, người dân phải nạp tiền mặt vô, liên hệ ngân hàng để nạp tiền mặt vô. Nạp tiền mặt vô sau đó được cái đồng đó. Ví dụ 1.000 won, người ta muốn dùng 1.000 won người ta mua Bitcoin, mua hay là mua Real, mua củ gì đó. Người ta muốn dùng 1.000, giả sử tôi gọi nó là USDT đi. Người ta muốn dùng 1.000 USDT để mua Bitcoin, chơi crypto hay mua rau củ đi chợ gì đó, thì ta sẽ nạp 1.000 won vào trong ngân hàng của Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc nó cấp cho ngân hàng Hàn Quốc đó, để cấp sẽ cấp cái lượng 1.000 won đó, 1.000 USDT đó vào tài khoản của họ. Cái cách này rất là hay. Cái cách này nó sẽ giúp cho để nhanh cái việc thanh toán, giống như bên bên Trung Quốc mà tôi nói các bạn, đó là cái xu hướng, đúng không? Mấy bữa trước tôi có zoom, tôi có nói rất nhiều về cái câu chuyện này. Nó là cái xu hướng của tương lai, của xu hướng của tất cả các quốc gia, của chính phủ tất cả các quốc gia trên tương lai. Họ cần thúc đẩy cái dòng vòng xoay dòng tiền là cái chữ V. Tại vì một khi chúng ta biết rồi, cái công thức của nó là bằng M nhân V. Một khi cái chữ V nó mà tăng thì không cần phải in tiền, là M, M là cung tiền, thì không cần phải 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 phải, phải, phải in tiền quá nhiều. Tại vì in tiền cái đó nó sẽ rất khó kiểm soát được cái việc là rất rất khó kiểm soát những cái việc là thu vào hay chi ra. Nó rất, mất rất là nhiều thời gian, là một cái. Thứ hai nữa là tốn rất nhiều cái nguyên vật liệu vào quy trình, rồi phải chống tiền giả các kiểu nữa, rất nhiều thứ. Và tương lai nếu mà thật sự làm giống như bên Trung Quốc bây giờ, Trung Quốc nó thật sự nói các bạn, nó đâu sợ tiền giả đâu. Bây giờ nào làm giả là tiền của nó làm tiền online mà sao giả, đúng không? Ngân hàng của nó kiểm soát hết mấy cái tiền đó mà, ngân hàng và thuế của bên nó kiểm soát hết mấy cái giao dịch online mà, làm sao mà sợ tiền giả chứ không giả nữa đó. Cho nên đó, cái mô hình đó rất là hay, mà hiện tại tất cả các nước, các chính phủ thế giới nó đang muốn làm theo. Vậy thì các bạn biết không, nếu mà thực sự Việt Nam chúng ta mà không lanh nó, nó các bạn Việt Nam chúng ta mà nhảy á, là sẽ làm ra một cái đồng tiền stablecoin, nó giống như USDT mà nó có thể nó gọi là VND, VNDT, làm thành một cái đồng VNDT để anh em mình đi ăn phở hay đi gì đó, cần lấy điện thoại quét mã ăn cái xong. Vậy làm sao để sở hữu cái đồng đó? Làm sao để sở hữu đồng đó? Anh muốn có một triệu đồng hay là 5 triệu đồng đó, đúng không? Anh nạp 5 triệu vô ngân hàng tự động chuyển cái cơ chế qua thành cái đồng đó cho anh trong tài khoản. Và chuyển cái đồng đó xong rồi á, bắt buộc tất cả người dân chơi Ripple đều phải mua bán USDT, mua USDT bằng cái đồng đó. Có nghĩa là anh muốn sở hữu USDT đúng không? Anh phải dùng cái đồng VND, ví dụ như là VND, VNDT chẳng hạn. Dùng cái đồng đó để thanh toán. Vậy thì đó là một cái cầu nối. Giả sử nếu như bây giờ chúng ta hay dùng tiền Việt Nam đồng, chúng ta chuyển qua lại để mua USDT, đúng chưa? Để mua đồng USDT. Vậy thì sắp tới sẽ xóa cái cơ chế luôn, là không dùng Việt Nam đồng chúng ta chuyển nữa, mà dùng cái đồng crypto đó để chuyển. Thế như vậy thì sẽ theo theo sát được cái câu chuyện là thuế, thuế và nhiều thứ đó, và siết luôn được, đánh thuế được luôn, cái đánh thuế được, đánh được thuế, thu được thuế của cái giới crypto. À, giới crypto hiện giờ chúng ta chuyển bằng VND Việt Nam đồng, chúng ta chuyển qua lại mua USDT, chúng ta không có nốt mẹ gì hết đó. Cho nên sao mà chi thu cái đó. Nhưng một khi mà dùng cái đồng VND á, để chuyển qua lại cho USDT á, hay là thậm chí mua bất động sản hay mua bất cứ cái gì đó, phải dùng cái đồng đó chuyển, thì lúc đó tôi nói các bạn, nó chẳng những thu được thuế của crypto mà thu được thuế của rất nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ nữa, và nó xóa luôn cái cơ chế tiền mặt luôn. Thì lúc đó chính phủ chúng ta sẽ thu về một cái nguồn ngân sách khổng lồ, cực kỳ lớn, thậm chí có nói các bạn, lớn hơn rất nhiều so với cái đợt mà quyên góp ủng hộ bão lũ đợt này nữa. Và nó chẳng những nó lớn mà nó còn lớn thường xuyên, có nghĩa nó duy trì thường xuyên luôn, nó duy trì thường xuyên theo tháng, theo năm, theo quý luôn đó. Cho các bạn thấy đó là cái mô hình. Và khi mà những cái đó nó được thực hiện rồi, thì cái tốc độ vòng xoay dòng tiền nó ăn, có nghĩa là cái thị trường crypto của chúng ta nó cũng sẽ tăng theo, rất là nhanh, rất là nhanh. À đó, để cập nhật sơ qua về 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 về, về tin tức về này nọ để anh em thấy. Hồi xưa có VNDT hả? VNDT đó hồi xưa là của Shopee nó làm,
Shopee là gì? Shopee là của mấy thằng tào lao nó làm chứ không phải của chính chính phủ nó làm. Thôi của chính phủ nó làm các bạn thấy không? Vinity nó phải là một cái đầm xe bò con chính chính phủ làm. Bất kỳ chính phủ của quốc gia nào cũng họ họ điều hành nền kinh tế là bởi vì cái đồng tiền bản xứ của họ. Chứ không thể nào mà cho một cái tư nhân hay một cái thằng nào đó mà muốn phát hành, trừ khi đó, nó phải có cơ chế là bảo chứng. Là ví dụ như anh in đô đúng không, anh phải neo bằng vàng chẳng hạn, là bản vị vàng. Còn bây giờ anh muốn phát hành cái đồng đó, anh phải được neo với tiền thật của anh. Ví dụ anh là công ty tư nhân, anh muốn chạy một cái đồng VNDT của anh ở nước Việt Nam đúng không, anh muốn in bao nhiêu, anh in 10 tỷ đúng không, anh phải bỏ 10 tỷ vô, 10 tỷ vô chính phủ ngân hàng trung ương để chi, để một khi cái công ty của anh mà có ho lao hắc lào á, của nó dưng nó mà rút không được, nó biểu tình chết mẹ, thì có lấy cái tiền đó của anh cũng trả cho dưng. Đó là cái cơ chế bất di bất dịch của chính phủ. Cho nên phải nói là mới nói là cái thằng mà GDP á, nó in một cái lượng tiền nó cần bảo chứng, đặt xét nó kiện nó hoài à, tại vì nó in nhiều hơn xong rồi nó nộp phạt nghe thôi, mà là nó đốt bớt cứ như vậy hoài á đấy. À, rồi bây giờ sẽ, đó là nhận định về các cấp, bây giờ sẽ nói sơ qua về 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 chạc của BKC cho anh em. Hiện tại BKC nó đang đi mô hình cờ và nó đi chưa có xong. Các bạn thấy với cái độ dài, đây là một cái mô hình cờ nè, mô hình cờ trên 4 giờ nè, mô hình này rất là quen thuộc nè, đúng chưa? Đây còn cho anh C, còn cho anh V ha. Ok, cái mô hình này lên thì nó có thể lên đến 66.900, khoảng 67.000 lần, có nghĩa nó còn biên độ lên. À, trước đó tôi có đọc một cái TV là 65.000, 65.429. Đây vì sao TV này, đây là cái giá đóng cửa cũ và hiện tại các bạn thấy nó đang quay về cái đỉnh cũ trước đó rồi. Vậy thì theo lý thuyết rao của nó rất nhiều rồi, theo lý thuyết rao phá, anh muốn tăng anh phải phá đỉnh, anh muốn nó giảm nó phải phá đáy, cho nên nó đang phá cái đỉnh này, nó đang chuẩn bị nó phá cái đỉnh này để lên đỉnh này. Cho nên tôi nói BKC vẫn còn đà lên, các bạn chưa vào thì nên vào. Hôm qua có cái lệnh, hôm qua vui lắm, hôm qua thứ bảy chủ nhật tôi đều cho mấy anh em bay dừng xong rồi có mấy lên cả kỳ nó xuống rồi, thầy ơi xuống rồi mày cắt đi, mày cắt đi để sáng nay còn lên nữa chứ đúng không. Cũng có người ta đang cũng đang tuổi ăn, sáng nay tôi ngủ về trễ mười mấy tôi mới dậy à, đang tuổi ăn tuổi ngủ rồi mới thuyền thức dậy cái con ngàn đô 100 triệu trong tài khoản, biết đời đéo hiểu thiệt. Đây nè, cái lệnh hôm qua cái lệnh ít 20 nè, lúc đầu ít 20 nè. Các bạn biết trong cái quá trình mà hôm qua, ví dụ như hôm qua đi ngồi đang ngồi gồng đi, đây nè, cái lệnh ít 20 nè, là còn âm 10% nè, má gồng cả ngày luôn âm được có 10% à, mà ít 20 xong rồi mấy ông cứ nội nhiệt ít lớn quá, mấy bạn ít lớn quá, mấy bạn bị cháy PSL chịu buộc PSL. Vậy thì làm sao để khắc phục? Tại vì chúng ta thay vì ví dụ bạn đánh một cái lệnh 500 đô, bạn đánh ít 50 đúng không, chi cho nó cực, bạn lấy 500 đô đó bạn chia ra 5 lệnh cho tôi, bạn vô cùng một lúc luôn, bạn vô cùng một lúc luôn hai lệnh chỉ cho cách quản lý vốn luôn, còn mệt mấy ông đánh đó. Để ra cái này tôi chỉ bên member thi giải, ví dụ 500 đô bạn ít 50 đúng không, bạn ít 50 đúng không, thì bây giờ thay vì như vậy á, bạn đi 100 đô ít 50, đây nè tôi bày cho, rồi 100 đô ít 50 đó 200 đô đúng không, rồi tiếp 100 đô ít 40, 100 đô ít 30 đúng chưa, rồi 1 2 3 4 còn 100 đô nữa, rồi 100 đô ít 20. Ủa, đánh vậy nó nhẹ không, và các bạn đi kiểu này các bạn đi cùng một lúc luôn, không ví dụ cẩn thận á thì đợi chúng ta có một lệnh, hai lệnh, ba lệnh, bốn lệnh, năm lệnh, năm lệnh cộng lại 500 đô đúng chưa. Tại vì thay vì tham liên định 500 đô thích on in đó, chi thì chia ra 5 lệnh on in luôn một lùng một một lần luôn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó nếu mà bạn bắt chuẩn á thì lúc đó 200 đô đầu tiên này nè, 200 đô này nè nó đi theo cái này nó lên đúng không. Rồi nếu mà nó có điều chỉnh hay cái gì đó đó thì lúc đó chúng ta muốn chốt từng phần, chốt từng phần hay là cắt tầng cắt lỗ từng phần vẫn được, thì lúc đó cái lệnh ít 20 ít 30 chúng ta gồng đúng chưa. Còn nếu mà bây giờ nó giật dữ quá ok, mình có thể mình một mình chốt
chốt lãi ít ít 50 nếu mà nó lên lên cao chốt dừng, hoặc chúng ta nó mà xuống chúng ta phải chọn cắt bớt một cái lệnh này để chúng ta lấy cái tiền để chúng ta bơm mẹ nó vô giáp chỗ này, bơm cho mấy cái lệnh này thì nó còn cho bò hơn. Cho nên con nói đừng đánh all in là như vậy, các bạn cứ chia ra thành phần như vậy là một. Cái thứ hai bạn đánh 500 đô mà ít 50 nó không có nhìn thấy nhiều đâu nha. Bạn đánh on coin hay là đánh gì đó mà bạn đánh volume lớn rồi đánh thử, mà đánh thử như vậy ít 5.000, ít 5.000 nhiều khi nó không có xi nhê nữa, đánh thử ít 10.000 thôi, đánh thử ít 10.000 thôi. Ai mà đi lệnh lớn giống như tôi đánh một lần là 10.000 đô, tôi đánh BTC 50 tôi chia ra 3 lệnh nữa. Ủa mà coi thấy cảnh ha, đánh thử đi, đánh on coin ít 20 10.000 đô thử đi rồi nó cho nhiều thấy nó thốn tận rốn luôn nha. À, ví dụ đánh 10.000 đô đánh TRB ít 20 TRB mày coi cái này một phát một mức mẹ nó 10.000 liền luôn. Vừa vô lệnh một cái á nó âm một phát nè, nó âm âm 6% luôn, nó vừa vô lệnh âm 6%. Vừa em coi vô lệnh thôi nha, đánh 10.000 đô ít 20 nó âm 6%, nhìn nhìn cái lệnh một cái giật mình liền luôn, chưa lời lỗ mẹ gì nó quốc trăm 6%. Có nghĩa là volume anh càng lớn á, cái đồng anh vay cái đòn bẩy nó càng nhiều nó nhân lên thì tổng volume rất là lớn, cho nên á mấy cái lệnh chờ bay ở trên nó quét hết luôn thì thành ra cái giá trung bình mua của anh rất là cao. Khi anh chốt lời cũng như vậy, anh chốt lời xong á là anh một cái khối lượng khổng lồ 10.000 nhân cho ít 20 ít 50 lần anh bán ra thì ở dưới có bao nhiêu đứa đang mua á, có nhiều đứa đang mua nó bán cho của nó hết, nó bán nó luôn, nó kéo cái giá bình quân của anh xuống. Cho nên anh đánh lệnh càng lớn thì anh phải biết cái kỹ thuật, không biết kỹ thuật là anh chết. Trong khi anh đánh ít, anh đánh 200 đô 300 đô đánh ít 50 đánh bình thường anh không thấy gì hết á, thấy bình thường không có gì, không có dạng stress phí rất là rẻ này nó các kiểu. Tiền càng lớn á, càng phải học cái cách quản lý tiền chứ không phải là học cái phương thức kỹ thuật xong mọi người vẽ giá lên cái đây ừ ăn nhiêu tiền, không có đâu nha, nó khác biệt nhau nhiều lắm á. Cái thằng có 1 triệu đô thằng đó nó phải học rất nhiều để học cái cách quản 1 triệu đô, chứ còn lúc mà nó còn 10.000 đô những cái nó không cần học đâu. Cho nên có nói tiền nhiều không có sướng đâu các bạn, tiền nhiều áp lực lắm, tiền nhiều áp lực lắm, nghĩ cách xài làm sao cho nó đúng, nghĩ cách quản lý làm sao cho giữ cái đó, tiền càng nhiều càng phải học cái kỹ năng quản lý, ok chưa? Rồi nắm cái này à, đây là cái cách mà chỉ cho mấy ông nè. Trong quá trình đó các bạn biết hôm qua ngồi trong quá trình mà nó đang ngồi âm âm hôm nó lên đến 23 24% rồi, hôm qua có một cái đoạn nó âm đến 23 24% đây nè, âm à nó âm đến 24% là lệnh ít 20 cũng giữ nè, tại vì cuối tuần nó âm là bình thường thôi, thứ hai nó sẽ lên lại. Mà trong quá trình âm đó hôm qua có một chị với con chị chốt lời, con chị thì giấy tiền lời đó mua mua iPhone để tận hưởng. Ôi, tôi nghĩ dùng cái đó mua EKH ngon hơn, EKH ngon hơn. Có phần này nữa tôi có hướng dẫn các bạn âm nè, mang thai gì âm á, thay vì cái lệnh chúng ta đang gọng âm á thì chúng ta không on in thì chúng ta còn lệnh 2 lệnh 3 rồi chúng ta chia ra chúng ta tỉa market, nó lời mẹ nó luôn, có ngồi có tỉa không nè, tỉa không đã là lúc này đang âm còn 10 nè, các bạn biết ngồi tỉa không là 2 lệnh nè, một lệnh ở dưới nè 1.000 1.100 mấy với một với 200 mấy, vậy thì ở đây là 1.200 1.300 rồi, 1.300 rồi đúng không, 1.300 mà bây giờ các bạn biết cái lệnh âm của nó là 1.200 1.200 thành ra mình đâu âm đâu, các bạn có hiểu vấn đề không? Có nghĩa là dùng lệnh 2, lệnh 3 để chúng ta tỉ, chúng ta sẽ xử lý được cái khoản âm này. Thì lúc đó lệnh 1 chúng ta coi coi âm gì thực ra đâu âm đâu. Tại vì 2 lệnh thì mang lãi như vậy, cỡ số này rồi. Đúng chưa? Và tôi có thể dùng cái lãi đó, tôi bơm giáp vào trong này thì lúc đó 10% nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống còn có vài phần trăm à. Lúc đó tôi gọng tẹt ra luôn. Nếu với điều kiện này các bạn nhận định đúng nha, bắt chuẩn xu hướng nha. Đây cái lệnh ít 20 bữa nay, sáng nay bây giờ thức dậy các bạn biết là tài khoản của lên hơn 100 triệu. 4.300 1.000 là 25 triệu rồi. Đúng chưa? 4.300 cũng vậy, có mẹ nó 100 triệu nhưng tôi. Thì đó là những cái kỹ năng mà tôi hay hướng dẫn cho mấy anh em bên channel khi giải để xử lý cái tình huống, xử lý cái bước đi tiền. Cái tiền chúng ta càng nhiều chúng ta càng phải học cách xử lý. À, rồi. Quay lại, chúng ta có một cái TP ở đây bây giờ đang đang đỉnh này rồi. Và nó đang nỗ lực nó phá đỉnh và tôi đánh giá là đỉnh này chắc chắn nó sẽ phá. Bởi vì cái tin này mới mới chạy trong 24 giờ nó sẽ còn cái lực FOMO lên. Tại sao có hay nói thị trường có cần 24 giờ để tiêu hóa tin tức, là bởi vì cái tin này mới ra thì chưa tiêu hóa đâu, cho nên thị trường nó đang FOMO lên, đặc biệt mấy con AI mấy cái trend AI à, mà thì cái vùng này nó chắc chắn nó sẽ bị phá, vậy thì nó sẽ lên cái vùng nào, nó sẽ lên vùng này
68.000, trong vài ngày nữa sẽ lên 68.200 lên cái vùng giá đóng cửa chỗ này. Và cái hiện giờ nó vẫn đang lao lên, nó vẫn đang lao lên, nó đao lao lên chỗ này nè đó, nó lao lên chỗ giá này nè là 65.400 rồi đó. Anh em mình có thể TP là ở cái ngưỡng chờ TP ngưỡng 65.400. Vậy vậy đơn giản, xu hướng hôm nay khá dễ để chúng ta cứ canh xuống, chúng ta bay lên thôi, không cần nói nhiều. Đặc biệt BTC ở như vậy, các bạn nhìn ETH, ETH nó có biên độ tăng ngon hơn đây, các bạn thấy không? ETH nó có biên độ tăng ngon hơn, nó tăng tốt hơn. BTC nó còn điều chỉnh một cây đỏ, nhưng mà ETH điều chỉnh rất nhẹ và nó chuẩn bị lên tiếp nữa. Bữa giờ á, trước đó BTC tăng thì ETH nó không có tăng nhiều, BTC giảm thì ETH nó giảm nhiều hơn, nhớ không? Và cái đợt đó vừa rồi có nhiều ông, nhiều bạn đi bán ETH sẽ nhảy BTC, đúng không? Bây giờ ETH nó bay nhanh hơn BTC nè. Không lẽ các bạn trước đó bây giờ đi bán BTC đi nhảy qua ETH hả? Các bạn nhảy qua nhảy lại nát mẹ nó tài khoản. Đúng chưa? Như vậy, hôm bữa tôi chửi hết lần rồi. Bây giờ các bạn thấy không? Nó bây giờ ETH nó lại là tiềm năng nó lên nhanh hơn BTC nữa, nó lên rất nhanh. Cái nhịp lên rất là nhanh. Và cái đà này nó sẽ lên là 2.750. Đây là cái giá. Đây là cái giá bên D1. Đây là cái TP trên D1. Đó, nó sẽ lên cái EMA. EMA 89. 89 tỷ lệ cực kỳ cao luôn, nó sẽ lên vùng này. Và 27.000, 27.050. Đó. Thì anh em mình canh xuống, bữa nay tập trung canh những con mà căng mạnh, những con on call mà trên AI. Các bạn có biết biết con nào không báo group chat rồi, tôi ngồi tôi soi các bạn. Bữa nay anh em có con nào báo? Cái indie của bên 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 cái trading á có ra vừa rồi cho mấy anh em múc ngay vào mấy vùng đáy không? Mà nó báo múc ngay mấy vùng đáy trên khung lớn không, mà nhiều nhiều anh em mình á, thứ nhất là đi một đòn bẩy lớn, thấy nhiệt lên nhiệt xuống sợ quá tự cắt. Cái thứ hai là không đánh spot. Cái đánh spot của nó rất là ngon luôn. Và đợt này tôi nói mấy anh em mà tham gia bên channel thi giải, mấy anh hơi bị ngon. Tham gia bên channel thi giải á toàn là đây. Đâu rồi? Nhận những cái hỗ trợ. Đâu rồi? Tôi mở lên. Trong đó có cái hỗ trợ. Đâu rồi? Trong đó có cái đây nè. Anh em tham gia bên chưa được khi giải đợt này đã ngon, trong đó nó có phần này nè. Cái phần là đây, hai cái bộ indie mà chúng tôi fit lõi, fit lại dần dần và sắp và tương lai sẽ cải thiện nữa, sẽ cải thiện lên nữa. Nó dùng chuyên để đánh bên Marine cực kỳ ngon, cực kỳ ngon. Đó, đầu thứ hai này bữa nay rồi nè là sẽ chạy lại, chúng ta sẽ quay lại công việc, quay lại công việc vừa rồi. Mấy anh em đi du lịch cũng về rồi, mấy anh em admin nữa đi qua bên con cần 2049 ở Singapore cũng về rồi, bây giờ đang quay lại công việc đó. Và đợt này nhận hai cái bộ này, sắp tới chúng ta sẽ đánh dựa trên đây. Tại vì tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi cứ ngồi tôi soi kèo ông coi cho mấy ông, tôi ngồi tôi canh chạc cho mấy ông. Bây giờ có một cái hỗ trợ là con bot, nó sẽ tự động nó soi, các bạn chỉ cần bật cái ND này ra, các bạn mở bất kỳ có đồng coi nào, bật cái ND này ra nó báo hiệu cho các bạn. Xong chúng ta chỉ cần double check lại thêm lần nữa, chúng ta có kiến thức chúng ta nhìn sơ qua lại một cái nữa là ngon. Đúng không? Vậy sau này không phải một mình tôi mà có thêm con bot nó soi kèo cho các bạn cực kỳ dễ. Đúng không? Anh em mình chỉ cần ngồi thẩm định lại một cái nữa rồi bắt đầu quyết định nên vào hay không. Đó. Đó, đây là bên channel thi giải. Và hôm qua tôi có làm một clip nói về cái câu chuyện channel member channel thi giải và đang lọc mem, đã đọc mem bên đó rồi. Sáng nay các bạn sẽ thấy là nhiều bạn bị out ra khỏi channel thi giải ha. Thì nếu mà ai có bị nhầm kích nhầm cái đó thì các bạn vô báo lại tôi để cập nhật lại, ok ha. Rồi đây là bên channel thi giải rồi. EKH thì rất là tiềm năng. Ngoài ra chúng ta để ý những cái con on call nó bay rất là mạnh, nhiều con on call còn biên độ tăng, nhất là những con on call mà trend AI á, tại vì bà Camila Harris bà nói bà rằng bà sẽ ủng hộ cái trend AI và cái Ripple à. Những con có những con bay ngon lắm, còn biên độ tăng con Ni cũng như vậy. Con Ni hôm qua có một cái lệnh, trước đó có một cái lệnh đúng không, con Ni các bạn ơi nó chạm mẹ TP rồi, con Ni lên lên TP, lên đúng TP và bây giờ đang chuẩn bị ra một cái tín hiệu có khả năng đảo chiều. Con Ni được về TP nè đúng không, rồi con gì nữa, con tao nè, trời ơi, nhiều con ngon lắm. Bây giờ con nói các bạn nó bay đúng, con này 4 giờ nó bay rồi, nó coi như là không có, giống như không có rào cản luôn đó các bạn. Nó bay quá trời bay luôn, trời đất ơi. Mấy con này nó phải lên TP này nè các bạn, nó còn lên 5 5 584 đô
bây giờ đang 538, 538 nó còn lên đến 584 nữa. Con này vẫn còn biên độ tăng. Rất nhiều con ngon. ENG hôm qua như anh Quý có kêu múc, hôm qua đêm qua thấy ông Quý ông báo mà đêm qua buồn ngủ quá, tôi ngủ sớm. ENG nào, cộng sóng RD 14 giờ nè, hỗ trợ nước cốt nè. ENG vẫn còn cơ hội biên độ tăng nè. ENG vẫn ok nè. Nó EMA 200 của nó là 22.7, bây giờ mới 21.6 à. Còn còn biên độ tăng. Nhiều con ngon lắm. Nhiều con ngon lắm, anh em hôm nay tranh thủ lụm nó. Thời điểm này quá xu hướng nó rõ ràng như vậy mà con múc nó. Ô, con này con quỷ gì lạ vậy? Con này có bên sàn nào? Con này không có bên, không thấy. Con cầu lao. Đi em cũng hay mấy con cầu lao nữa. Mấy ông đánh mấy con này thì cần dụng đánh ít thôi. À con này D1 ngon nha. Đúng có cây xanh này ngon á. Con này D1 nó thể lên được 1.96. 1.96 4 30 phút ok nè. 4 giờ ok luôn nè. Ồ 4 giờ. 4 giờ nó đang ở vùng này. Mày cứ đừng có on in. Chia tiền ra giống như nãy tôi chỉ các bạn á. Chia tiền ra canh xuống bay lên rừng. Canh xuống bay lên rừng. Nhiều con ngon lắm. À, nhiều con ngon lắm. Rồi thôi để như vậy đi, bữa nay thì mấy con ngon đó tôi sẽ ngồi tôi canh tôi soi xong được up bên channel thi giải, còn bên channel Marine thì vẫn như cũ, chúng ta sẽ có những cái nhận định thị trường định hướng cho anh em chọn phe buy hay là long, ok ha. Còn mấy cái kèo mà on coi và canh kèo mỗi ngày hay là nhắc cho các bạn lúc nào nên chạy lúc nào nên vào thì sẽ báo lên channel thi giải cho mấy anh em, ok ha. Rồi clip nhận định thị trường đầu ngày ngắn ngắn như vậy thôi anh em, ai và nghe lại cái clip hôm qua tôi có up. Clip hôm qua tôi có up về cái giải thưởng đây, clip hôm qua có up đó, giải thưởng trên YouTube, nghe lại cái clip mới nhất hôm qua có ha. Đây nha, rồi ba anh em nha, giờ dành thời gian ngồi soi kèo nó hay hơn.